Trong tập trước, Zaze và em gái của anh, Blue Maiden đã có một trận đấu với Ai. Dù cho đã sử dụng hết sức mạnh anh em tình thân, họ vẫn không thể nào chiến thắng được Init bóng tối. Ai đã chiến thắng ngay trong lượt tấn công của Blue Maiden và giành lấy thành công phần còn lại của mã truy cập dữ liệu của SOL. Flamemaker khi bàng hoàng, Revolver khi đã có đủ lý do để tận diệt Init cuối cùng. Trở lại đại học, Zaijian thật sự đã mất đi ý thức. Yusaku muốn Aoi ở lại chăm sóc cho anh mình, còn cậu và mọi người sẽ chi tìm Ai. Tại con tàu của mình, Ai đã bắt đầu bước tiếp theo của kế hoạch. Đã có hai mã bảo mật cánh cổng dữ liệu của tập đoàn SOL dần mở ra. Từ giờ, Ai sẽ kiểm soát SOL, các android đảm nhiệm việc giám sát, còn các nhân viên cũ tại SOL đã bị giới hạn thời gian ra vào, cũng như một số người đã bị cho thôi việc tại trụ sở. Ngoài ra, Ai đã cho khai trương trở lại Lin Viren. Revolver đã liên lạc với nhóm Playmaker, cập nhật toàn bộ tình hình của SOL đến cho cả hội. Tình thế này, cả nhóm phải gấp rút tìm ra nơi ở của Ai và ngăn chặn nó trước khi mọi chuyện tệ hơn. Revolver suy đoán việc Ai không xóa dữ liệu của Blue Maiden là vì muốn Bandor tồn tại. Nhưng ý đồ thực sự là gì thì Bandor phải tự tìm lấy. Trở lại con tàu không gian, Ai và Robobby đã có một tiểu phẩm hài gì đó mà tôi không biết. Để chúc mừng cho sự phát triển của Robobby, Ai đã tặng cho hàng đệ của mình một vương quốc trong Lin Viren. Không kìm được vui sướng, Robobby lao hẳn đến vương quốc của riêng mình. Nhưng cậu không biết rằng đây cũng sẽ là lời tạm biệt cuối cùng của đại ca dành cho mình. Trong Robobby thật hạnh phúc khi đã có được một vương quốc vui nhộn dành riêng cho mình. Đột nhiên Soberner xuất hiện, Robobby hoàn toàn không có ý đồ thù địch đối với con người. Cậu chỉ mong có một trí tuệ và một cuộc sống tách biệt với loài người. Dù vậy, cậu không thể nào nói ra vị trí của đại ca Ai cho Revolver được. Nếu muốn biết thì hãy chiến đấu đi. Trận đấu giữa Robobby và Soberner bắt đầu. Lượt của Robobby kích hoạt môi trường Appliancer Electrolium World, lấy một lá bài ma pháp Appliancer lên tay, sau đó triệu hồi Appliancer Socket Ron, kích hoạt hiệu ứng của Appliancer Copy Buckle. Triệu hồi lên sân thì có một Appliancer và nó sẽ mang tên Socket Ron đến hết lượt. Khi đó hiệu ứng của Socket Ron được kích hoạt, cho phép triệu hồi một Socket Ron từ bộ bài. Cánh cổng mở ra, sử dụng hai quái thú Socket Ron làm nguyên liệu triệu hồi quái thú linh 2 Appliancer Celtobus. Tiếp theo mở ra cánh cổng triệu hồi quái thú linh 1 Appliancer Robic Lion. Hiệu ứng của môi trường trả Socket Ron về tay, kích hoạt ma pháp Appliancer Reuse, hồi sinh Socket Ron ở dưới mộ lên sân. Sử dụng Socket Ron làm nguyên liệu triệu hồi quái thú linh 1 Appliancer Welcome Ethan. Nhờ hiệu ứng của Reuse, Socket Ron được trả về bộ bài, ốp hiệp 2 lá bài và kết thúc lượt. Playmaker cũng đã đáp xuống vương quốc của Robobby. Lượt của Soberner rút bài, triệu hồi Salamandray Gazelle. Hiệu ứng của Gazelle gửi Spinny từ bộ bài xuống mộ. Sau đó Spinny sẽ tự hồi sinh lên sân. Các quái thú xếp chồng lên nhau, sử dụng hai quái thú level 3 Gazelle và Spinny là nguyên liệu triệu hồi quái thú Exit rang 3 Salamandray Merit Chario. Kích hoạt hiệu ứng của Merit Chario, loại bỏ một nguyên liệu để triệu hồi Salamandray Jack Jawa từ bộ bài. Sau đó mở ra cánh cổng, sử dụng hai quái thú có trên sân là nguyên liệu triệu hồi quái thú linh 2 Salamandray Sunlight Wolf. Hiệu ứng của Midrit Stario khi được làm nguyên liệu cho quái thú linh, trả Robin Lion về tay của đối thủ. Robobby kích hoạt ma pháp nhanh Appliancer Cutting, vô hiệu hóa hiệu ứng và cho phép rút một lá bài. Hiệu ứng của Jack Jawa trả Midrit Stario về bộ bài và hồi sinh lên sân. Hiệu ứng của Sunlight Wolf trả Gazelle về tay, cánh cổng mở ra, sử dụng Jack Jawa làm nguyên liệu triệu hồi quái thú linh 1 Salamandray Baililin, kích hoạt hiệu ứng của Baililin lấy Salamandray Sanctuary từ bộ bài lên tay. Tiếp tục mở ra cánh cổng, sử dụng Baililin và quái thú linh 2 Sunlight Wolf là nguyên liệu triệu hồi quái thú linh 3 Salamandray Hitlio. Sau khi được triệu hồi, Hitlio trả lá bài up của Robobby về bộ bài, kích hoạt ma pháp môi trường Salamandray Sanctuary, cánh cổng chuyển sinh mở ra, sử dụng Salamandray Hitlio là nguyên liệu triệu hồi chuyển sinh. Trở lại đi, Salamandray Hitlio. Hiệu ứng sau khi chuyển sinh của Hitlio, chuyển sức công của Robin Lion bằng với Baililin ở dưới mộ. Để đối phó với hiệu ứng, tăng 2000 sức công của Celtobus, Soberner kích hoạt lần lượt hai ma pháp trang bị Salamandray Floor và Fan cho Hitlio. Sức công của Hitlio tăng thành 3200 và có thể tấn công 3 lần trong lượt này. Bắt đầu tấn công, Hitlio tấn công Robin Lion. Robin Lion nhận 2000 sức công, sau đó kích hoạt hiệu ứng khi được liên kết với quái thú linh, chia đôi sức công của Hitlio. Nhờ vào Salamandray Law nên Hitlio không bị phá hủy. Tiếp tục đòn tấn công thứ hai lên Robin Lion, lần này thì không còn hiệu ứng nào cả. Hiệu ứng của Salamandray Fan được kích hoạt khi tiêu diệt thành công Robin Lion. Robby nhận thiệt hại bằng với sức công của quái thú đó. Tiếp tục đòn tấn công thứ ba, Hitlio tấn công Vacuum Ethan. Hiệu ứng của Salamandray Fan lại được kích hoạt lần nữa. Robby nhận thiệt hại bằng sức công của Vacuum Ethan. Lượt của Soberner kết thúc. Đã có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp quyền siêu chính hãng tại trang web mới là Mahidual Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, đã có thể ghé trang web cũ là Mahidualstore.com với hơn 6000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi Mahidual.
2 bạn nhé. Nocoro Puppy, rút bài, chịu hồi, Appliancer, Socket Roll, cánh cổng mở ra, sử dụng Socket Roll là nguyên liệu chịu hồi của thú linh 1, Appliancer, Kappa Scale, hiệu ứng của ma pháp môi trường, trả Socket Roll về tay, sau đó hiệu ứng của Kappa Scale, hiến tế bản thân để hồi sinh Appliancer, Robin Lion, cánh cổng mở ra, sử dụng Robin Lion là nguyên liệu chịu hồi của thú linh 1, Appliancer, Flowering Dragon, lập tức phát động tấn công, Flowering Dragon tấn công, hit Leo, Seltobus tăng 1000 sức công cho Flowering Dragon. Hiệu ứng của Flowering Dragon khi có liên kết với quái thú linh, giảm thiệt hại về không và loại bỏ quái thú của đối thủ. Tiếp theo, kích hoạt ma pháp Appliancer Recycle, loại bỏ Kappa Scale và Bailin ra khỏi mộ. Sau đó, Sobener được phép hồi sinh một quái thú đã bị lỡ bỏ khỏi sân. Hit Leo được hồi sinh, Robby hồi sinh Lowry Dragon, tiếp tục lượt tấn công. Lowry Dragon tấn công Hit Leo, lại tiếp tục kích hoạt hiệu ứng của Lowry Dragon khi có liên kết với quái thú, lỡ bỏ qua thiệt hại và phá hủy Hit Leo. Sobener nhận thiệt hại bằng với sức công của Hit Leo. Sobener kích hoạt hiệu ứng của Solomon Ray Lemming từ tay, gửi xuống mộ để chịu hồi Gazelle từ tay. Hiệu ứng của Gazelle gửi một quái thú Salamandra xuống mộ. Lúc này, Robby kích hoạt ma pháp Appliancer Reduce. Các quái thú được triệu hồi trong lượt này đều sẽ bị lỡ bỏ khỏi cuộc chơi. Gazelle tan biến. Sau đó cho phép rút 2 lá bài, Robby úp thêm 2 lá bài và kết thúc lượt. Nocosolpiner rút bài, triệu hồi Salamandra Franken. Hiệu ứng của Spinny dưới mộ, tự hồi sinh lên sân. Cánh cổng mở ra, triệu hồi quái thú linh 2 Salamandra Sunlight World. Hiệu ứng của Franken dưới mộ, lấy Salamandra Law từ mộ úp lên sân. Hiệu ứng của Jack Jaywa dưới mộ, trả Hit Leo về một bài và hồi sinh quái thú này lên sân. Hiệu ứng của Sunlight World sau khi Jack Jaywa được hồi sinh vào ô mà nó chỉ vào, lấy Falcon từ mộ về tay. Cánh cổng mở ra, triệu hồi quái thú linh 1 Salamandra Bailin. Hiệu ứng khi được triệu hồi, Bailin lấy Salamandra Sanctuary từ một bài lên tay. Cánh cổng mở ra, sử dụng quái thú linh 2 Sunlight World và Bailin làm nguyên liệu triệu hồi quái thú linh 3 Salamandra Hit Leo. Hiệu ứng của Hit Leo khi được triệu hồi, trả lá bài úp của Robby về một bài. Tiếp theo, cánh cổng chuyển sinh mở ra, sử dụng Hit Leo làm nguyên liệu tái sinh nên một sức mạnh mới. Triệu hồi chuyển sinh Salamandra Hit Leo. Tiếp tục khi được triệu hồi, trả lá bài úp của Robby về bộ bài. Sau đó trang bị Salamandra Claw cho Hit Leo. Combo hủy diệt 3 lượt đánh của Hit Leo đã trở lại. Phát động tấn công, Hit Leo tấn công Flowery Dragon. Cứ tưởng Robby sẽ bó tay nhưng không. Kết hoạt hiệu ứng của môi trường, di chuyển Flowery Dragon vào ô liên kết của Seltobus. Khi này, Flowery Dragon tăng 1000 sức công. Và khi có liên kết với quái thú linh, chỉ thiệt hại về công và loại bỏ quái thú đang chiến đấu. Ngay lúc này, hiệu ứng của Salamandra Yepstron S ở dưới mộ được kích hoạt, hồi sinh bản thân của nó và Jack Jaywa lên sân. Trên sân có hai quái thú cùng level. Hiệu ứng của Zebron S cho phép các quái thú xếp chồng lên nhau. Sử dụng Zebron S và Jack Jaywa level 4 là nguyên liệu triệu hồi Acid Rang 4 Salamandra Blaze Dragon. Hiệu ứng của Zebron S khi được làm nguyên liệu cho quái thú Acid tăng 300 sức công ứng với mỗi nguyên liệu đang có. Tiếp tục lượt tấn công, Blaze Dragon tấn công Flowery Dragon. Ngay lúc này, sử dụng ma pháp nhanh Salamandra Tail tăng sức công cho Blaze Dragon và tăng điểm gốc với lượng bằng với sức hữu của quái thú này. Khi chiến đấu, sức công của Flowery Dragon tăng 1000. Kích hoạt hiệu ứng của Appliancer Reduce dưới mộ, loại bỏ khỏi mộ để chia đôi thiệt hại nhận trong đường này. Robby hót nạn trong gang tấc. Sobener úp xuống một lá bài và kết thúc lượt. Tuy nhiên, có vẻ Robby đã đạt được một tầm cao mới, thái độ của nó đã thay đổi. Bạn có thể đặt mua các sản phẩm Yu-Gi-Oh nguyên hộp quyền siêu chính hãng tại trang web mới là Mahidual Pro với nhiều ưu đãi và miễn phí vận chuyển toàn quốc. Nếu cần mua bài lẻ, bạn có thể ghé trang web cũ là mahidualstore.com với hơn 6000 lá bài khác nhau. Đừng quên dùng mã giảm giá 7% cho các lá bài phân phối bởi Mahi bạn nhé. Lượt của Robby rút bài, kích hoạt ma pháp Appliancer Test, hồi sinh Vacuum Ethan và Robby Lion lên sân. Hiệu ứng khi được liên kết với quái thú linh, Vacuum Ethan phá hủy Blaze Dragon. Hiệu ứng của Blaze Dragon loại bỏ một nguyên liệu để không bị tiêu diệt. Cánh cổng mở ra, triệu hồi quái thú linh 1 Flowery Dragon. Hiệu ứng của môi trường, trả Copy Bottle về tay. Tiếp tục mở ra cánh cổng, triệu hồi quái thú linh 1 Appliancer Fire Rack. Phát động tấn công, Flowery Dragon tấn công Blaze Dragon. Hiệu ứng của Seltobus tăng 2000 sức công cho Flowery Dragon. Sobener kích hoạt cầm 7 Salamandra Green bằng cách gửi một lá bài Salamandra từ tay xuống mộ. Salamandra Blaze Dragon tăng 500 sức công và không bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng và nhờ sử dụng một nguyên liệu, Blaze Dragon không bị tiêu diệt. Fire Frag tấn công Blaze Dragon. Quái thú này sẽ được tăng 2000 sức công. Hiệu ứng của Blaze Dragon khi không còn nguyên liệu cho phép sử dụng quái thú này để triệu hồi chuyển sinh một quái thú Exit mới. Cánh cổng chuyển sinh mở ra, xuất hiện trở lại đi Salamandra Blaze Dragon. Hiệu ứng khi được chuyển sinh, Blaze Dragon phá hủy một quái thú trên sân của đối thủ. Flowery Dragon bị phá hủy. Robby kích hoạt hiệu ứng của Appliancer Cotton dưới mộ, hồi sinh Flowery Dragon và loại bỏ Bailin khỏi mộ. Sobener không còn gì để phản công. Fire Rap tấn công Flay Dragon. Flay Dragon đã sống sót nhờ sử dụng một nguyên liệu còn lại.
Tuy nhiên, Lowry Dragon đã hồi sinh, tức là có thể tiếp tục tấn công. Ray Dragon bị tiêu diệt, Soberner còn 700 điểm gốc. Robby kích hoạt hiệu ứng của Rider Raps khi được liên kết với quái thú, chuyển vị trí của quái thú này với Lowry Dragon. Lúc này, Lowry Dragon được phép tấn công thêm một lần nữa. Nếu nhận chọn đòn đánh này, Soberner sẽ thua cuộc. Ai có vẻ đã nhận ra điều gì đó. Robby đang có một hiện tượng chạm mạch. Robby tuyên bố kết thúc lượt. Đột nhiên, Robby ngã xuống, chuyển về hình dạng robot giúp việc như lúc trước. Có vẻ như khả năng xử lý của Robby đã quá tải. Nhiệm vụ chính của cậu vẫn là dọn dẹp và giúp việc nhà. Playmaker mong Soberner có thể giải thoát cho Robby. Lượt của Soberner rút bài. Kích hoạt ma pháp Rising Fire, hồi sinh Salaman Ray, Hit Leo. Phát động tấn công, Hit Leo tấn công Briar Rap. Đây sẽ là sự giải thoát cho cậu. Vương quốc của Robby biến mất. Một lá thư gửi đến cho Playmaker. Và đó là tập tóm tắt phim của kỳ này. Hẹn các bạn vào kỳ tóm tắt phim lần sau. Nhớ like, share và bấm nút chuông để nhận thêm thông báo về video mới nhất nhé. Còn nếu bạn mới đến kênh, đừng ngại bấm một nút đăng ký và nút chuông để đón xem thêm nhiều video khác của M2.